Xin chào bà con và các bạn đến với clip tiếp theo của nhà vườn Vinh Trần nha bà con. Có số lô phôi giấy Mỹ rất là đẹp để cùng giao lưu với bà con nha. Rồi mình cùng gặp Vinh nha, rất là quen thuộc. Rồi chào Vinh. Chào cô chú anh chị và chào anh Liêm. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh của anh Liêm ủng hộ nhà vườn em nha cô chú anh chị. Để không làm mất thời gian cô chú anh chị mình, em vào phôi mã 41 luôn ạ. Tiếp theo. Cây 41 này em giao lưu là 230.000 nha cô chú anh chị. 230.000 cho mã 41. Cây này bộ đế quái nha cô chú anh chị. Cây này hoành chỉ có 20 thôi. Tổng chiều cao của cây là 68. Đế cây này là 33. Em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 230.000 cho mã 41. Rồi em xuống ngày mã 41 lên tiếp tục mã 42 ạ. Rồi, tiếp tục cây mã 42 này cũng là 230.000 nha cô chú anh chị. 42 bán 230.000 nha cô chú anh chị ơi. Cái cây này cô chú anh chị mình về trồng về giùm em nha. Thợ em trồng ông nói chuyện ông không nghe. Nên là không có nói được. Cái này là hoành 29. Tổng chiều cao cây này là 59. Đế cây này sổ 31. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá cũng là 230.000, 230.000 cho mã 42. Xuống ngày 42 lên tiếp tục mã 43. Vinh thì ta có bệnh đau lưng, còn ông chú thì có bệnh bẩm sinh là không có nghe được. Ha, rồi, cây này là 150.000, 150.000 cho mã 43. Cây này là hoành 18 ạ. Hoành 18 tổng chiều cao 51. Đế sổ 29. Đó, cây này là 150.000 cho mã 43. Tổng xuống ngày mã 43 lên tiếp tục mã 44 ạ. 44 giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 200.000 ạ. Quá đẹp luôn nghe cô chú anh chị, 200.000 cho mã 44. Cây này hoành là 19. Tổng chiều cao là 66, đế cây này sổ là 37. Ông giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 200.000, 200.000 cho mã 44. Rồi xuống ngày 44 lên tiếp tục mã 45 ạ. Rồi cái mã 45 này em giao lưu cô chú anh chị mình với cái giá là 250.000 nha quý cô chú anh chị. Nó một gửi một nhưng mà nhìn nó rất là đẹp nha. Cây này hoành là 26. Hoành 26. Tổng cây này là 61. Đế cây này sổ là 29. Em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 250.000, 250.000 cho mã 45. Rồi xuống ngày mã 45 lên tiếp tục mã 46 ạ. 46 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000. Cây này hoành là 16 nha, hoành 16. Tổng chiều cao 61. Đế cây này sổ là 26. Cây này em giao lưu 150.000 nha cô chú anh chị, mã 46. Rồi xuống 46 lên tiếp tục mã 47. 47 em giao lưu là 180.000. Cây này hoành 18. Tổng chiều cao của cây là 59. Đế sổ 27. Cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000. Rồi em xuống cây mã 47 lên tiếp tục mã 48 ạ. Ở cây 48 này là đế bay rất là đẹp nha. Rồi cây mã 48 này em giao lưu cô chú anh chị với mức giá là 150.000 luôn nha. Cây này hoành 18. Tổng chiều cao 61. Đế cây này sổ là 34, 150.000 nha cô chú anh chị. Mã 48 nha. Rồi em xuống ngay 48 lên tiếp tục mã 49 ạ. 49 150.000 nữa ạ. Cây này hoành là 19. Tổng chiều cao là 51. Đế cây này sổ là 24, em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 nha quý cô chú anh chị. Mã 49 nha. Rồi em xuống mã 49 lên tiếp tục mã 50 ạ. Rồi cây mã 50 này là 180.000 nha cô chú anh chị. 180.000 cho mã 50. Cây này hoành là 22. Tổng cây là 60. Đế cây này sổ là 36. Em giao lưu cho cô chú anh chị nói với mức giá là 180.000 cho mã 50. Xuống mã 50 lên tiếp tục mã 51 ạ. 51 giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000. 150.000 cho mã 51. Cây này hoành là 17. Tổng chiều cao là 58. Đế cây này sổ là 30 nha. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 cho mã 51. Rồi em xuống mã 51 lên tiếp tục mã 52. 52 cũng 150 nha cô chú anh chị. 52 cũng 150 ạ. Cây này hoành là 19. Tổng chiều cao của em nó là 54. Đế cây này sổ là 34. 150.000 nha cô chú anh chị. Mã 52. Em xuống ngày mã 52 lên tiếp tục mã 53. Cây mã 53 này là 180.000 nha quý cô chú anh chị. Bộ đế rất là đẹp nha, đế cao dáng đẹp nha cô chú anh chị. Cây này hoành của nó là 19.
Tổng chiều cao của cây này là 65. Đới cây này sổ là 37. 180.000 cho mã 53 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 53 lên tiếp tục mã 54 mã. Rồi tiếp tục cây mã 54 giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là cũng là 180.000. Cây này hoành là 21. Tổng chiều cao của cây này là 57. Đới cây này sổ là 34. 180.000 nha quý cô chú anh chị. Mã 54. Rồi em xuống cây 54 lên tiếp tục mã 55 mã. Rồi cây 55 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 230.000. 230.000 cho mã 55. Cây này hoành 25. Tổng chiều cao cây này là 59, đới sổ là 29 nha. Ở cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 230.000 cho mã 55. Rồi em xuống cây mã 55 lên tiếp tục cây mã 56. Cây 56 này là dáng 3 nha cô chú anh chị. 56 này em giao lưu cô chú anh chị với mức giá là 200.000 nha. 200.000 đã bao gồm phí ship. Cây này hoành là 23. Tổng cây này là 70. Đới cây này sổ là 41 nha. Quá đẹp luôn nha cô chú anh chị, chỉ có 200.000 thôi. 200.000 đã bao gồm phí ship cho mã 56. Rồi xuống mã 56 lên tiếp tục 57. Rồi cây 57 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000. 150.000 cho mã 57. Cây này hoành là 19. Tổng chiều cao 55. Đới cây này sổ 31. Đây, cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá cực kỳ yêu thương, chỉ có 150 thôi, rất là đẹp. Rồi em xuống cây mã 57 lên tiếp tục mã 58 ạ. Rồi cây mã 58 này cũng là 150.000 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này hoành 20 nha. Tổng chiều cao là 53. Đới cây này sổ 25. 150.000 nha quý cô chú anh chị cho mã 58. Ở nhà vườn em bán hàng là bán hàng theo bởi đới nha cô chú anh chị, bán theo bởi đới chứ không có bán theo hoành nha. Rồi em lên tiếp tục mã 59. Mã 59 này là 180.000 ạ. Cây này hoành cũng là 20. Tổng chiều cao là 52. Đới cây này sổ 27. Đó, 180.000 cho mã 59. Rồi em xuống mã 59 lên tiếp tục mã 60. 60 cũng là 180.000 nha quý cô chú anh chị. Mã 60 cũng là 180.000 ạ. Rất là đẹp luôn nha. Hoành của em nó là 22. Tổng chiều cao của cây này là 62. Đới cây này sổ là 32. Đó, 180.000 cho mã 60. Rồi em xuống mã 60 lên tiếp tục mã 61 ạ. Đây, cây 61 này giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 200.000 nha cô chú anh chị. 200.000 cho mã 61 ạ. Cây này hoành là 28 nha. Hoành 28. Tổng cây 60. Đới cây này sổ 34. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 200.000. 200.000 cho mã 61. Rồi xuống mã 61 lên tiếp tục mã 62. 62 em giao lưu cô chú anh chị mình là 150.000. 150.000 cho mã 62. Cây này hoành là 19. Tổng cây của nó là 57. Đới cây này sổ là 30. Cây này là 150.000 cho mã 62. Em xuống mã 62 em lên tiếp tục cây mã 63 ạ. Đây, cây mã 63 em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 230.000 nha. Cây này hoành là 24 ạ. Tổng chiều cao là 54. Đới cây này sổ là 29 nha. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 230.000 cho mã 63. Rồi em xuống cây mã 63 lên tiếp tục mã 64 ạ. 64 là 180k nha quý cô chú anh chị, 180k cho mã 64. Cây này hoành của nó là 24. Tổng cây của nó là 57. Đới sổ 34. Ở cây này em giao lưu cô chú anh chị là 180.000. Rồi em xuống cây mã 64 này lên tiếp tục mã 65 ạ. Rồi, mã 65 em giao lưu cô chú anh chị mình với cái mức giá là 230.000 luôn ạ. 230.000 cho mã 65 nè. Cây này hoành nó là 27 nha. Tổng cây cao là 68. Đới cây này sổ là 28. Em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 230.000 đó bao gồm phí ship. Rồi em xuống mã 65 lên tiếp tục cây 66 ạ. Rồi cây mã 66 này là 180.000 nha quý cô chú anh chị. Mã 66 180.000 ạ. Cây này hoành là 21. Tổng chiều cao là 66.
Đế cây này sổ là 35, 180.000 cho mã 66 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống ngày mã 66 lên tiếp tục mã 67 ạ. Mã 67 em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000. Cây này hoành là 19. Tổng chiều cao là 60. Đế cây này sổ là 29. Em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 150.000. Rồi em xuống cây mã 69. 69. Mã 67. 67 à. Rồi lên tiếp tục mã 70. 68, xin lỗi cô chú anh chị, mã 67 vừa xuống, cây này là mã 68. 68 giao lưu cô chú anh chị mình với cái mức giá là 200.000 nha. 200.000 em đã bao gồm phí ship. Cây này hoành ngay cổ là 24. Tổng chiều cao là 63. Đế cây này sổ là 29. Ê, cây này em giao lưu cô chú anh chị với mức giá là 200.000 cho mã 68. Rồi em xuống mã 68 lên tiếp tục mã 69. Rồi 69 180.000 nha cô chú anh chị. Cây này hoành là 25. Tổng chiều cao của cây này là 65. Đế cây này sổ là 27 nha. Cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với cái mức giá là 180.000. Mã 69 ạ. Rồi em xuống mã 69 lên tiếp tục mã 70 ạ. Rồi cây mã 70 này em giao lưu cũng 180.000 ạ. Cây này hoành là 24. Tổng chiều cao là 62. Đế cây này sổ 26, giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000 nha. 180.000 cho mã 70. Em xuống mã 70 lên tiếp tục mã 71. Cây mã 71 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000. Cây này hoành của nó là 19. Tổng cây cao là 59. Đế cây này sổ là 30. Đây cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000. Rồi em xuống mã 71 lên tiếp tục mã 72 ạ. À. 72 là 180.000 ạ. À. Cây có cái hẹo đây nha cô chú anh chị. Ha, nó liền rồi nha cô chú anh chị. Này thẹo sữa xưa rồi. Rồi 180.000. Cây này hoành là 21. Tổng cây này là 59. Đế cây này sổ 31. 180.000 cho mã 72. Em xuống mã 72 em lên tiếp tục mã 73 ạ. À. Rồi cây 73 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá cũng là 180.000. Một cây dáng bay rất là đẹp. Cây này hoành là 23. Tổng chiều cao của cây này là 61. Đế cây này sổ là 35. Đây, cây này là mã 73 em giao lưu 180.000. Em xuống mã 73 em lên tiếp tục mã 74 ạ. Rồi cây mã 74 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 280.000 nha cô chú anh chị. 280.000 cho mã 74 ạ. Cây này hoành của nó là 25. Tổng cây của nó là 62. Đế cây này sổ là 31 nha. Cây này em giao lưu cô chú anh chị với mức giá là 280.000. Rất là đẹp nha cô chú anh chị, dáng chuẩn bonsai nha. Rồi em xuống cây mã 74 lên tiếp tục mã 75 ạ. Rồi cây mã 75 cũng là một cây dáng trực, cây này em giao lưu 150 nha cô chú anh chị. 150 cho mã 75. Cây này hoành của nó là 20. Tổng chiều cao của cây này là 67. Đế cây này sổ là 28. Cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với cái mức giá rất là yêu thương luôn, chỉ có 150.000. Rồi em xuống cây mã 75 này lên tiếp tục mã 76 ạ. Rồi em lên tiếp cho cô chú anh chị mình cây mã 76. Cây mã 76 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với cái mức giá là 230.000 nha. 230.000 nhà vườn em đã bao gồm phí ship. Cây này hoành của nó là 22. Tổng chiều cao cây này là 60. Đế cây này sổ là 34. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chỉ có 230.000 thôi, một cây dáng bonsai rất là đẹp. Rồi em xuống cây mã 76 này em lên tiếp tục mã 77 ạ. À. Rồi tiếp tục là cây mã 77. Cây này em giao lưu cô chú anh chị cũng là 230.000. Cây này hoành là 26 nha. Hoành 26. Tổng chiều cao của nó là 64. Đế cây này sổ là 29. Cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 230.000 nha quý cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 77 lên tiếp tục mã 78 ạ. 78 giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000. 150.000 cho mã 78. Cây này hoành 20. Tổng chiều cao của cây này là 53. Đế cây này sổ 23.
150.000 cho mã 78 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 78 lên tiếp tục mã 79 ạ. 79 cũng 150 ạ. Cây này hoành là 23. Tổng chiều cao của cây này là 56. Đế cây này sổ 30. Rồi em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150 cho mã 79. Rồi em xuống mã 79 lên tiếp tục mã 80. Rồi cây mã 80 này em giao lưu cô chú anh chị mình với cái mức giá là 300.000 nha cô chú anh chị. 300.000 cho mã 80. Cây này hoành của nó là 23. Tổng chiều cao của cây là 52. Đế cây này sổ là 29 nha. Anh em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 300.000 cho mã 80. Rồi mã này cũng là mã kết thúc clip này nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị. Rồi, mình chào bà con, hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo với nhà vườn Vinh Trần nha bà con. Mọi chi tiết bà con có liên hệ với số điện thoại ở góc trái màn hình nha. Bye bye bà con, hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo.